Sau động thái dồn dập giảm giá đồng nhân dân tệ trong mấy ngày qua của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, giá vàng thế giới đã tăng mạnh kéo theo sự tăng tốc của giá vàng trong nước. Dù mở cửa ngày giao dịch sáng ngày 12 tháng 8 với mức giá chỉ hơn 33 triệu đồng một lượng, nhưng đến trưa 13 tháng 8, giá vàng miếng SGC niêm yết tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đã chạm ngưỡng 34,9 triệu đồng một lượng, tăng hơn 1,8 triệu đồng một lượng chỉ sau 24 tiếng. Dù vậy, đến chiều ngày 13 tháng 8, vàng SGC hạ nhiệt dần, còn mua bán ở mức lần lượt là 34 triệu đồng một lượng cho phía mua vào và 34,7 triệu đồng một lượng cho chiều bán ra. Biến động lớn khiến chênh lệch mua bán vàng miếng trong nước hiện lên đến 700.000 tỷ đồng mỗi lượng, tức đã tăng gấp 7 lần so với thời điểm ngay trước khi Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá đồng nhân dân tệ. Giá vàng thế giới vào cùng thời điểm được giao dịch ở mức 1.120 đô la Mỹ một ounce, tức tăng gần 30 đô la một ounce so với cuối tuần trước. Căn cứ vào tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank chiều nay ở mức kịch trần biên độ mới, giá vàng SCC hiện đang cao hơn thế giới 4,7 triệu đồng một lượng.